Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con tiếp tục xin giới thiệu cô chú anh chị mình hai cây sứ ánh dương củ hình rất đẹp nha cô chú anh chị mình nha. Hai cây này cân đối rất đẹp luôn cô chú anh chị mình. Đó. Củ nó uống rất đẹp nha cô chú anh chị mình nha. Hai cây này củ rất là dễ thương nha cô chú anh chị mình, đẹp lắm. À, cặp này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình là với giá là 400.000 ha. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668, cũng là số Zalo của con nha cô chú anh chị mình nha. Cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của con thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ con nha cô chú anh chị mình. Đó, để khi nào con đăng lên những cái clip đẹp đó thì cây đẹp và cô chú anh chị mình tham khảo ủng hộ con ha. Dạ. Cặp này rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo.